Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài OS Linux theo chuẩn legacy, chuẩn đây chuẩn legacy. Còn một chuẩn nữa là chuẩn UEFI, mình sẽ hướng dẫn ở video sau. Hôm nay mình chỉ hướng dẫn legacy thôi. Rồi. Thì cái legacy này nó đơn giản hơn cái UEFI một tí, một tí thôi. Ok, trước tiên để các bạn tải file ASCII về. Các bạn vào browser, vào trang org qua phần download, kéo hết xuống dưới, chọn cái link Việt Nam này, chọn cái link đầu tiên, ISO đầu tiên là nó đã về, mình đã về rồi nên thôi. Ok, thì mình sẽ cài trên máy ảo nhé, phần mềm VirtualBox. Cho nên là trên máy ảo nó cũng không khác mà trên máy thật đâu. Mình sẽ hướng dẫn cho hai cái trên máy ảo máy thật giống nhau luôn. Rồi. Cái vào new. Bạn nào mà xài VirtualBox có thể làm giống mình. Máy ảo nên cho cỡ 1GB RAM. Ổ cứng tầm 20 GB. Ok, setting và system, nhấn vào hot disk, kéo lên trên đầu, display kéo này ra hết, storage nhấn vào dấu cộng, chọn file ISO, nhấn open, nhấn choose, ok xong, store. Thì ra các bạn này thì nhấn enter, còn nó không hiện gì thôi nha, không hiện gì thôi. Có thể phần âm thanh audio nó tệ, mong bạn thông cảm nhé. Sao nó bút vào thật, hình như có vấn đề rồi. Để sức đeo bật lại coi. Enter. Được rồi này. Rồi, bố vào. Đầu tiên, các bạn cần kiểm tra xem máy của bạn theo chuẩn đang theo chuẩn nào. Vì video này theo chuẩn legacy á, cho nên nếu mà máy bạn theo chuẩn UEFI thì có thể sẽ xảy ra lỗi. Các bạn kiểm tra nè, ls gạch ngang h, gạch ngang l gạch chéo set, gạch chéo firmware, gạch chéo UEFI enter. Nếu mà nó hiện cái chữ ls nó là set này, có nghĩa là máy bạn đang theo chuẩn legacy. Còn nếu mà nó hiện ra một nùi dòng như thế này, nùi dòng á, thì có nghĩa là máy bạn theo chuẩn UEFI ha. Ok, nếu mà mấy bạn hiện như thế này là các bạn làm theo video này được. Rồi, câu này tiếp theo là kiểm tra cái nút máy bằng pin google.com enter. Nếu mà hiện như thế này á thì có nghĩa là máy bạn có cái nút máy rồi. Để tắt cái này á thì nhấn Ctrl C. Trong trường hợp mà tại vì cái này là máy ảo cho nên auto nó sẽ có cái nút máy, nhưng mà trong trường hợp mà nếu bạn cài trên máy thật á thì nếu
bạn dùng mạng dây thì máy sẽ tự động kết nối mạng. Còn nếu bạn dùng wifi, máy của bạn sẽ không có tự động kết nối mạng đâu, mà bạn phải tự kết nối. Thì tự kết nối bằng cách wifi mở gạch ngang menu gạch ngang o nhấn enter. Vì cái này là máy ảo cho nên nó hiện ra lỗi này. Còn nếu trên máy thật á thì nó sẽ hiện cái bảng xanh dương ngay giữa màn hình. Nó hiện ra các danh sách wifi á. Các bạn chọn wifi rồi chọn nhập mật khẩu rồi kết nối, đợi nó kết nối, đợi tầm 5 giây nó sẽ kết nối. Sau đó tiếp là Google, pin google.com. Nó có một cái option này là gạch ngang c gạch ngang 3, có nghĩa là nó sẽ ping Google 3 lần xong rồi tự động out, tự động cancel, mình không cần nhấn Ctrl C. 1 2 3 đó, tự động out ha. Ok, clear màn hình, xóa màn hình, nhấn clear hoặc Ctrl C Ctrl L đó, xong. Tiếp theo là LSBLK Enter. Cái câu lệnh này nó sẽ liệt kê các ổ cứng có trên máy bạn. Ổ cứng là cái phần mà có chữ disk, và nhìn này, và những cái phần type này có một cái chữ disk không? Chữ disk này nó ở hàng SDA, cho nên máy của bạn có một ổ cứng tên là SDA. Giả sử bạn có hai ổ cứng thì nó sẽ có hai chữ disk, một cái disk này, một disk này, và trên này nó sẽ có tên là SDA, dưới này là SDB ha. Nếu có ba ổ cứng thì thêm SDC ví dụ vậy. Còn nếu bạn cài trên máy thật á, mà máy của bạn dùng SSD loại NVMe á, thì chỗ này nó sẽ hiện là NVMe giống như SDA đâu. Nhưng mà thật ra nó cũng không khác gì mấy, bạn cứ cài theo giống video này, chứ còn chỗ nào có SDA bạn đổi tên nó thành NVMe thôi ha. Ok, bây giờ đến phần phân chia phân vùng. Phân chia phân vùng bằng có nhiều cách, nhưng mà mình thích nhất là CSS vì nó dễ. Gạch chéo DEV gạch chéo SDA. Cái SDA này là ổ cứng mà bạn muốn cài OS mà nhỉ. Enter. Vì đây là video mình cài bằng legacy cho nên bạn chọn DOS ha. Nhớ một tên xuống, chọn DOS, Enter. Rồi nó sẽ có một cái free space nè, 20 MB hay 20 GB. Các bạn dùng phím mũi tên trái phải di chuyển chỗ nha, chọn new, xong nhấn Enter, xóa này đi, điền 4 GB, Enter. Rồi kéo xuống. Cái 4 GB này là cái phân vùng swap. Swap gì? Swap, nếu mà bạn chưa biết swap là gì á, thì nó là một cái phân vùng bộ nhớ của có trên ổ cứng. Nếu mà máy của bạn á, nó sử dụng hết RAM, RAM thật cho máy bạn á, nó sử dụng hết RAM, thì tiếp theo nó sẽ dùng một ít phân vùng bộ nhớ ở trên phân vùng RAM này để thay thế cho RAM, RAM thật. Nó sẽ khiến cho máy của bạn có thể chạy được cái ứng dụng nặng, yêu cầu nhiều RAM. Tuy nhiên có một nhược điểm, đó là nó rất là chậm, tại vì bản chất cái này nó chỉ là vẫn là cái phân vùng của ổ cứng mà thôi. Và phân vùng ổ cứng thì nó có thể nhanh hơn trên RAM được, không thể nhanh bằng RAM được, cho nên khá là chậm. Mình thì mình cài cho máy thật á, mình không cài cái swap này đâu. Nhưng mà đây mình hướng dẫn chung nên mình có tạo swap, còn bình thường mình không tạo swap. Ok, tiếp theo kéo mũi tên xuống, chọn free space, chọn new, enter. Thì cái phân vùng này á, cái phân vùng này nó sẽ là phân vùng root. Root là phân vùng chứa mọi file của Linux ha. Linux thật ra hệ thống Linux đều là file ha.
nó đều dưới dạng file và nó được chứa trong phân vùng thư mục root, thì nó chính là cái này. Ok, di chuyển qua right nè, nhấn enter, yes, enter, di chuyển qua quit, enter và xong, clear màn hình, nhấn lại ls blk, enter. Đây, cái ổ cứng SDA bây giờ được chia thành hai phân vùng SDA 1 và SDA 2. Nhấn SDA là ổ cứng, còn SDA 1, SDA 2 là 4 gì đó thì nó là phân vùng, đó là phân biệt nhá. SDA 1 là swap, SDA 2 là root, root này, đó, chữ root. Ok, tiếp theo cái bản format phân vùng, đầu tiên là phân vùng swap, swap MK swap gạch chéo DV gạch chéo SDA 1. Giả sử nhá, giả sử mà chỗ này SDB 1 á, thì chỗ này SDB 1 ha. Chỗ này nếu mà N là NVMe á, thì này cũng NVMe, chỉ còn thay đổi SDA thành tên cũng bất cứ gì mà hiện như này nè ha. Rồi nhấn enter, swap on DAV SDA 1 enter. Rồi đến phân vùng root mkfs.ext 4 DAV SDA 2 enter. Rồi bắt đầu đến bước mount phân vùng, mount DAV SDA 2 mount vào một cái thư mục gọi là thư mục MNT. Thư mục này là viết tắt của từ mail ha. Enter. Rồi. Tiếp theo các bạn bắt đầu cài các package cơ bản của OS bằng code backstrap. Cài vào phân vùng. Cài vào thư mục mail này. Các package là base table Linux, Linux firmware, chết rồi, quên mất cái bước này khá quan trọng, đó là các bạn phải thay đổi nội dung một file. Các bạn có thể dùng nano hoặc là vim để edit cái file này. Nếu bạn không nào, bạn nào không biết dùng Vim á, bạn dùng Nano cho nó dễ. Còn mình dùng, bạn nào không biết dùng Vim bạn dùng Nano á. Còn mình quen dùng Vim rồi nên mình dùng Vim ha. Bạn nào không biết dùng Vim á, các bạn có thể làm theo mình. Mình sẽ hướng dẫn các bước và các nút cần nhấn. Etc. Backman.d mirror enter. Các bạn nhấn nè, nhấn lên mình nè, nhấn phím chéo gạch chéo nè, cái dấu chéo này nè, cái dấu chéo mà gần phím shift, gần phím shift ngay chỗ nút chấm hỏi á. Ok, rồi nhấn Việt Nam enter, mình nhấn hai các bạn ý nè, chỗ này mình nhấn cái gì nó sẽ hiện chỗ này rồi 2D. Ok, nhấn G kéo mũi tên xuống, dấu nút mũi tên xuống sao cho con chó nó nằm ở trên cái tự thăng, xong nhấn chữ P, nhấn chữ P phở. Rồi các bạn nhấn tiếp dấu chéo này, nhấn Word Y enter, nhấn 2 DD GG kéo con chó xuống, chữ xuống ngay dưới chữ S nè, nhấn chữ P phở. Ok, xong thì cái mục đích của cái file này á là khi bạn cài một cái package tải một cái phần mềm từ OS về thì nó sẽ tìm các server trong cái file này, thứ tự tìm là từ trên xuống dưới, ưu tiên cái server đầu tiên. Cho nên khi mà bạn cài một cái phần mềm á thì nó sẽ
tìm đến cái server Việt Nam này và nó download từ cái server Việt Nam, cho nên đó, cái tốc độ download nó sẽ nhanh nhanh nhất, không? Nếu mà server Việt Nam sập hoặc là tốc độ mạng yếu thì nó sẽ nhảy xuống server worldwide. Server worldwide sập thì nhảy xuống Germany, Germany sập nhảy xuống Canada đó. Cái luật nó vậy. Mình thì xài server Việt Nam và worldwide tốc độ download cũng khá nhanh. Nhanh, có thể nói là nhanh gần bằng Việt Nam đó. Ngoài ra cái còn có server Singapore nữa. Bạn có thể tìm server Singapore và cho lên phía dưới worldwide này ha. Còn trong video này thì mình cần Việt Nam với worldwide thôi. Rồi. Bây giờ là lưu và thoát file. Lưu và thoát file trên Vim á, nó có hai cách. Nhưng mà mình thấy cách này dễ nhất. Đó là bạn nhấn hai lần nút hai lần chữ Z in hoa nè, một Z in hoa nè, nè. Đâu ta, đây Z in hoa nè, được một lần Z in hoa lần thứ hai đó, thì nó sẽ lưu file và thoát. Xong nhấn Ctrl L xóa. Ok, tiếp theo là bạn cài cài phần mềm hồi nãy mình đã cài rồi mà mình quên mất trên cái file kia. Bây giờ cài này. Bootstrap chéo MNT base base gạch ngang devil linux gạch ngang firmware linux gạch ngang header ps. Tiếp theo là phần test editor, bạn có thể tải nano hoặc là vim hoặc cả hai cũng được, nhưng mà mình quen dùng new vim rồi. Cái new vim này á nó không khác gì vim ha, nó không khác gì vim và nó có một số cái hơn vim nên mình dùng new vim. Ok, enter. Cái này hơi lâu tí nhé, 300 MB. Bạn nhìn tốc độ đó đấy, cỡ 5 mê trên giây rồi, 5,5 mê trên giây. Nếu mà hồi nãy á, mà mình không có thay đổi cái file mirrorless, mình không chuyển cái server Việt Nam lên đầu á, thì cái này ra rất là chậm, nó tầm cỡ có thể xuống vài trăm KB trên giây, rất là chậm. Bạn cài đến sáng mai luôn á, mà do mình chuyển server Việt Nam lên cho nên tốc độ đó nó sẽ nhanh. Trong một số trường hợp nhé là nó sẽ bị sập và không thể nào cài được máy này, thì nó sẽ nhảy xuống cái server sau, thì nhảy xuống cài được nhưng mà tốc độ nó khá là chậm, đôi khi sẽ rất là chậm. Mình thấy nó không khó, nhiều bạn nó khó nhưng thực ra nó không khó, nó chỉ nó thẳng là nó khó với người lười thôi. Tại vì sao? Tại vì cái này nó phải nhấn, phải gõ bàn phím và bạn phải tìm hiểu một ít về OSWiki. OSWiki nó nằm ở trên trang os-linux.org, bằng phần qua phần wiki ấy. Rồi vào phần installation guide cho nó chỉ dẫn hết luôn, cái câu lệnh nó ghi sẵn trong đó luôn, các bạn chỉ cần ghi y chang thôi. Có khác vài chỗ, chỉ có khác phần phân chia phân vùng đó. Đối với những bạn mà không có kiến thức về phân chia phân vùng thì chắc hơi khó phần đó thôi. Ngoài ra thì khá là dễ, chỉ cần làm giống nó được. Nhưng mà nếu bạn cài Linux mà bạn coi video này thì mình nghĩ chắc bạn cũng có một ít kiến thức về phân chia phân vùng nhỉ. Việt Nam mình hình như có, mình nhớ là hình như có video hướng dẫn cài OS, nhưng mà nó video nó lâu ơi là lâu, lâu lắc, hình như không có video mới nên mình hôm nay mình làm cái này. Việt Nam mình hình như cũng ít người xài OS nhỉ.
khá ít mình tham gia mấy cái group, nhưng mà khá người xài OS chủ yếu xài Ubuntu hoặc Mint hoặc Box Box OS hoặc Kali. Kali khá là nhiều. Chắc mấy thanh niên hack wifi đây. Mình thì quen dùng OS rồi. Mình dùng OS khi mà mới quen làm quen với Linux tầm 1 tháng. Mình khá là thích nó, tại vì nó cho mình tự do cài những gì mà mình muốn. Ví dụ Ubuntu á, thì nó tự cài vài phần mềm cho mình đúng không? Mà mình đâu cần, mình thấy những phần mềm rất là thừa thãi, có khi không bao giờ đụng đến, tại sao phải để im đó? Nên mình mới khá thích OS, tại vì mình biết cái trên máy mình gồm những phần mềm nào, cho mình tự cài hết mà. Nhưng mà nó có cái điểm đó, chính vì mình tự cài cho nên phải tự tìm hiểu, nó hơi hơi khó cho đâu. Nhưng mà trên OSWiki có hết nè, cái trang OSWiki á có hết, bạn muốn tìm vấn đề gì cứ lên nó tìm. Tất nhiên phải tìm biết một ít tiếng Anh, với lại biết cách search Google. Xong cả xong tiếp theo Zen GIN FS tab gạch ngang U với hoa nhớ nhá, gạch chéo MNT hai dấu lớn hơn, gạch chéo MNT gạch chéo ETC gạch chéo FS tab. Mấy câu lệnh này mình nói chứ nhỉ, mấy câu lệnh này mình sẽ lưu ở trong một cái file ở dưới video, bạn nào mà thấy không rõ hoặc là những cái kịp đó các bạn có thể tải về xem nha. Rồi ok, enter xong port gạch ngang ch root mình và chéo mình t ln gạch ngang sf chéo usr gạch chéo share chéo zone info Asia viết hoa chữ A Sài Gòn gạch chéo FTC gạch chéo local time enter HW clock gạch ngang STH TOHC enter. Rồi tiếp theo các bạn cần edit vài file. Edit thì hồi nãy nếu mà bạn cài nano các bạn dùng nano, nếu mà cài vim thì dùng vim, mình hồi nãy mình cài new vim nên mình dùng nvim, thì nvim nó không khác vim nha, không khác gì mấy. Nvim etc chéo local chứ không phải local nhá, local là có chữ e ở sau nhá, chấm gen enter rồi kéo con chó bằng một tên xuống, kéo xuống cái dòng này, cái dòng UTF8 này, rồi di chuyển con chó đến đầu dòng, nhấn chữ X xì để xóa cái dấu thăng đi, xong thác đưa vào thác, đưa thác là mình nói rồi, nhấn hai lần chữ Z hoa xong Ctrl L xóa màn hình. Ok tiếp theo echo local gạch ngang gen enter tiếp theo echo lang viết hoa hết bằng n như thường đặt chân us chấm uts gạch ngang 8 lớn hơn etc local nhé, local chấm CONF enter echo. Rồi sau cái echo này sẽ là một cái chuỗi, cái chuỗi này là cái tên mà bạn đặt cho cái máy tính của mình,
bạn nó đặt cái tên sao cho ngắn gọn thôi, ngắn gọn và không có dấu dấu khoảng cách nha. Thì mình đặt tên là Arch ngang BC, tôi lớn hơn etc hot name enter. Rồi tiếp theo là nvim nvim etc hot hot có s enter, kéo xuống hết, kéo xuống cuối dòng, nhấn chữ O. Các bạn để ý nha, chỗ này không có gì nè, rồi nhấn chữ O thường á, O nó sẽ hiện chữ S ha, và nó xuống dòng như này. Rồi các bạn nhấn xóa, xóa cái dấu thăng đi, xong nhấn 127.0.0.1, nhấn tab, nhấn một phím tab local local host enter, enter xuống dòng 2.2.1 tab tab local host enter 127.0.1.1 enter host pc. Cái này cái tên của hồi nãy mà bạn echo á, local domain tab host pc. Xong rồi các bạn nhấn nhấn chữ nhấn phím escape. Escape là cái phím, một cái chữ sc nằm ở phía trên góc góc trên phía bên tay trái của bàn phím, nó có một phím gọi là phím escape. Rồi nhấn nhấn phím đó, các bạn để ý nè, chuyển sọc, nhấn khi nhấn là mất chuyển sọc ha. Rồi bây giờ lưu vào thoát file bằng hai lần chữ z anh hoa viết nhé, anh hoa xong cùng chôn tờ. Ok gì nhỉ, tiếp theo các bạn đọc password, mật khẩu cho người dùng root, người dùng root nha, người dùng root nè, password wd enter, nhập mật khẩu, nhập lại mật khẩu enter xong. Tiếp theo các bạn các tạo người dùng user s gạch ngang m, sau đó đặt các bạn đặt tên người dùng, các bạn đặt tên cũng ngắn gọn thôi, không có dấu khoảng cách. Rồi mình đặt là Sara enter. Rồi các bạn đặt mật khẩu cho người dùng password wd, nhập tên người dùng enter, nhập mật khẩu. Các bạn lưu ý nè, hai cái mật khẩu này, mật khẩu này và mật khẩu này nó không liên quan nhau, nó có thể giống nhau hoặc có thể khác nhau tùy vào ấy. Nhưng mình khuyên này, nếu mà trên máy của bạn á chỉ có một người dùng thì nên đặt hai mật khẩu này giống nhau, nên cho đỡ rối. Còn nếu mà bạn có nhiều người dùng trên cái máy tính của bạn á, ví dụ như là có user 1 và user 2, user 3, 4, 5, 6 á, thì không nên đặt hai cái password này với nhau, nên đặt khác nhau. Rồi mật khẩu enter, nhập lại mật khẩu enter xong. Tiếp theo user mode ngang a theo bình thường, g g với khoa, will w h e l phẩy audio phẩy, và nhớ nè phẩy xong rồi viết luôn, không có khoảng cách nha, video phẩy optical phẩy storage, nhập tên người dùng sau đây enter. Rồi để kiểm tra này, group s sau đây kiểm tra này, đó view audio optical story video sau đây đó xong. Tiếp theo cái phần khá quan trọng, nếu hồi nãy bạn cài vim ha, thì bạn dùng lệnh là vi sudo rồi enter. Còn nếu bạn cài nano hoặc là nvim new vim giống mình đó, thì bạn dùng editor bằng editor viết hoa hết nha, nano hoặc là nvim, mình dùng nvim vi sudo enter.
Rồi, các bạn xuống dòng thứ 82. Chân Vim á, thì bạn nhấn 82 rồi bấm G, G nó sẽ nhảy xuống chữ view này, này đó. Thì bạn phải cho con chó ở dưới chữ, phải cho con chó ở dòng view đầu tiên sau cái nút này nha. Này, sau nút này thì cái này là view đầu tiên chứ không phải cái view này nha, view này không phải. Rồi, view này chứ con chó đứng đầu dòng, nhấn là xì để xóa, xong rồi lưu và thác bằng viết 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 hoa xong. Control L sáng lần. Ok rồi xong, bây giờ các bạn cài tải và cài group. Group là bootloader. Máy Linux phải cần có bootloader, nếu không có bootloader bạn không thể nào boot vào hệ điều hành được. Đây chạy câu lệnh pacman ngang viết viết hoa. Cái câu lệnh này nếu bạn dùng Ubuntu á, hoặc là Debian á, thì câu lệnh này nó tương đương với câu lệnh app install hoặc là apt-get install bên Ubuntu. Group là tải group này rồi cài. Nó sẽ như thế này, nó hỏi bạn muốn cài không thì bạn bấm y là yes, n là no. Nhưng mà có một cái mẹ này, các bạn để ý nè, cái chữ y á nó in hoa đúng không, thì có nghĩa là yes sẽ là cái option mặc định. Và nếu bạn không có điền y hoặc n đó, các bạn nhấn enter luôn thì nó mặc định là yes. Enter này không điền ha thì nó mặc định là yes, mà nó sẽ tải về cài luôn đó. Nó tải về xong, nó là một cái mẹo nha. Ok, group ngang install chéo dv chéo sde. Sde là cái ổ cứng mà bạn muốn cài ớt đi nó vào nhờ. Enter, đợi nó cài group. Cài trên máy thật nó nhanh hơn, mèo hơn lâu. À, nói với bạn luôn là OS Linux cài xong nó không cho bạn cái GUI đâu. Tức là cái ví dụ giống như bạn dùng Ubuntu á, bạn đăng nhập vào thì bạn click chuột vào bất cứ phần mềm nào là mở lên đúng không? Còn trên OS thì không đâu. OS phải cài thêm vài thứ nữa. Ok. Group ngang mk config, mk config ngang o chéo boot chéo group chéo group chấm csg enter. Cài Network Manager Pacman ngang Network Manager. Thì đây một cái phần mềm giúp em dễ dàng kết nối Wi-Fi, quản lý mạng, quản lý kết nối mạng. Nếu bạn sau khi cài OS bạn quyết định cài Desktop Environment đó, thì bạn cài thêm một cái này Network ngang manager ngang led. Đây đó, nếu mà bạn cài muốn cài desktop environment á, thì cài thêm này. Còn nếu mà bạn cài Windows manager á, thì bạn không cần cài này. Tuy nhiên mà nếu mà bạn không biết
Desktop Environment hay Windows Manager là gì á. Nó mặc định cài này đi ha. Ok, trên Dialog Enter Enter, không còn bấm gì, không còn bấm đi Enter mặc định Z mà. Cài hơi lâu nè. Nếu bạn đây mình giới thiệu bạn desktop Windows Manager là gì nhỉ? Đây Windows Manager này, ví dụ mình mở một ứng dụng là Terminal lên đây, nó đây, đây Terminal đây, thì bạn thấy này, nó sẽ bật full màn hình đúng không? Còn khi mình bật ứng dụng khác, ví dụ là Terminal thứ hai này, thì nó sẽ chia đôi cái màn hình này ra, chia đều luôn. Rồi khi mình bật cái Terminal thứ ba này, nó sẽ chia đôi cái phần bên này, thứ tư này nó chia đôi phần trên, thứ năm này nó chia đôi nữa. Là có nghĩa sao? Có nghĩa là luôn luôn mọi cái window này đều có một phần riêng, vị trí riêng của nó, không có cái nào đè lên cái nào, và nó tận dụng full màn hình, không có phần nào là thừa thãi cả. Trong trường hợp nhé, trong trường hợp mà bạn dùng desktop environment á, ví dụ Gnome hoặc là Cinnamon, Mate, KDE, bạn cập bật một ứng dụng lên, nó sẽ hiện như này đúng không? Sẽ hiện random trên màn hình này, đó. Rồi khi bạn bật cái một phần mềm thứ hai lên, các bạn sẽ thấy nó đè lên đúng không, đè lên cái nội dung của cái phần mềm thứ nhất này, rất là khó chịu, và các bạn phải di chuyển này nọ để đọc cái phần mềm cái window thứ hai, rất là khó chịu. Chính vì vậy nên mình không thích dùng desktop environment, mình dùng Windows Manager, dùng Windows Manager nó tiện. Tại không chưa ta chưa nó có một cái hay nữa là mình có thể thao tác mà không cần dùng chuột. Đây mình có dùng chuột đâu, tại những nút thôi, tắt màn hình, bật tắt, bật tắt, thậm chí mở, ví dụ mở Firefox nữa, người ta không dùng chuột nữa, không có click bất cứ cái gì nữa. Hello á, máy mình SSD anh ấy bên nhà SSD hello, mở thao đồ này đó, ngay cạnh bên browser này, tiện không, nó tiện không, cài xong rồi. Ok, system ctl enable network manager. Các bạn nhớ là chỉnh network manager chỉ n với chữ m viết hoa nha. Enter. Rồi xong. Cài thêm một thứ nữa. Up men gạch ngang s x o r g
Nếu máy bạn dùng càng lên Intel thì cài thêm XE 86 ngang video ngang Intel đó. Nếu bạn máy bạn dùng kẹp màn hình Nvidia á thì nhấn Nvidia đấy vậy thôi. Còn máy mình thì XE 86 video Intel Enter. Mà khi bạn ấn Enter mặc định là nó tải hết nha. Enter Enter nếu mà máy của bạn á, nếu mà bạn định cài Desktop Environment là KDE thì các bạn không nên cài cái Intel kia nha, không nên cài cái 86 video Intel. Nó sẽ xảy ra một số hiện tượng tear màn hình, tức là màn hình nó bị nó như nào nhỉ, nó giống như bị tách ra, nứt ra khi mà bạn chạy một video nhanh á, nó sẽ bị giật giật cái màn hình này. Không cần không nên cài cái đó nếu mà bạn dùng KDE KDE Plasma. Ok xong xong á, U mount vào gạch ngang E rồi reboot. Các bạn lưu ý nha, nếu mà cài cho máy thật nha, khi bạn reboot đó nó sẽ hiện như thế này trước, rồi nó sẽ tắt màn hình đen thui, xong nó bật ra màn hình. Thì trong quá trình mà nó tắt màn hình đó thì bạn nhanh chóng rút cái USB ra, nếu không nó sẽ boot lại vào ISO, khá là phiền. Nếu mà trong quá trình thế này bạn bạn đừng rút rồi nha, rút USB rồi nha, có thể sẽ bị hư đó. Đợi khi nào mà chạy hết này, nó màn hình đen thui á, khi mà rút ra trước khi máy bật là được. Cái này hơi phiền một tí, nó phải bắt đỡ 1 phút 30 giây, 1 phút 30 giây vượt lên chính mình. Nè Windows Major nó có một cái khá hay nữa là mình tự custom được cái thanh trạng thái nè. Chứ trên desktop environment mình đâu làm vậy được đâu, nó chỉ có mặc định thôi. Còn cái này mình tự tạo, cái này mình tự tạo hết á, icon rồi số liệu mình tự tạo hết á. Cái này là bàn phím tính đích, cho mình nhấn đây, ví dụ mình nhấn chữ hiệp nhé là English tiếng Anh. Còn khi mình đổi qua tiếng Việt á, cái chỗ này nó sẽ chuyển sang chữ V đó, chữ V mình nhấn thì đó, bình thường nó đổi ra tiếng Anh thì nó sẽ là chữ E lại. Cái này là wifi, cái này là độ ổn định của wifi ngày giờ bên bên volume RAM, nhiệt độ và CPU, cái là số phần mềm đang đang chờ cập nhật. Ví dụ là mình chuẩn bị mình cập nhật này thì nó sẽ hiện ra là ba cái phần mềm đang chờ cập nhật đây, 1, 2, 3 đó, mình không cập nhật đâu. Cái này là số liệu COVID-19 tại Việt Nam đó, tự custom được. Còn desktop environment mình không làm bằng máy với này đâu, chỉ có Windows Manager mới làm được. Ok khi mà bút vào nó là hiện cái này nè, mất ha. Khi mà máy bật lên nó sẽ hiện cái đây, làm lại cho bạn xem luôn. Cái này bạn đừng quan tâm nhé, mình restore là máy. Đây, nó hiện này này, hiện GNU root này. Thì bạn di chuyển một mũi tên lên xuống nhé, mũi tên lên xuống để hiện chỗ chọn os linux, nhấn enter là nó sẽ boot vào.
nó sẽ bước vào một màn hình đen thui, đó là cái bạn đăng nhập nhập người dùng vào. Các bạn có thể đăng nhập root này, người dùng root, mà không nên nhập người dùng bình thường thôi, nhập người dùng root. Nếu mà bạn không biết bạn đang làm cái gì á, nó sẽ hư hệ thống á. Enter mật khẩu đây đó, thì đây là OS, đây chính là OS Linux, nó chỉ có vậy thôi. Nếu mà các bạn muốn sử dụng như giống như Ubuntu hoặc Windows cái kiểu đó, các bạn phải cài thêm một thứ nữa là GUI. Thì GUI có hai loại, một là Desktop Environment, hai là Windows Manager. Mình thì dùng Windows Manager. Nếu bạn nào thích cài ở Desktop Environment, các bạn có thể lên YouTube search OS cộng với cái Desktop Environment mà bạn muốn cài. Ví dụ nha, ví dụ các bạn search là OS Linux KDE Lastman, đó, Enter, nó sẽ hiện ra một nồi video bạn làm theo được. Và đó thấy người ta tải gì người cứ tải, làm theo đây là xong vậy thôi. Còn mình nó mình không có cài, mình không cài Desktop Environment, mình cài Windows Manager. Cụ thể là cái này nè, cụ thể cái này gọi là DWM. Có nhiều Windows Manager lắm nhưng mà mình thích DWM. Ok, vậy là xong ha. Còn cách cài GUI á, có thể sau này mình sẽ làm một video cài DWM. DWM thôi nha, mình không cài máy khác đâu. Máy khác bạn có thể tự tìm hiểu, trên OSWiki cũng có, hoặc là trên YouTube cũng có, Google cũng có. Ok, video này là hết. Tạm biệt các bạn.